Mình ở Cầu Giấy mà muốn lựa chọn MacBook thì đến đâu được nhỉ? Ừ, chưa biết à? Đi theo mình nhá. Ok, và bây giờ mình đang ở cơ sở 99 Nguyễn Văn Huyên. Cơ sở này sẽ ở gần rất nhiều các trường đại học như là trường Thương mại, Sư phạm. Và nếu như các bạn muốn lựa chọn một chiếc MacBook trong kỳ học tới đây thì hãy đến ngay với Mac One ở cơ sở Cầu Giấy và lựa chọn một chiếc MacBook cho mình nhá. Còn bây giờ hãy đi cùng mình và trải nghiệm Mac One thôi. Bước vào góc trải nghiệm của Mac One cơ sở Cầu Giấy, mình đã thấy được rất nhiều các sản phẩm của Apple luôn. Màn hình Apple, Mac Mini, iMac và đặc biệt không thể thiếu được MacBook nhá, rất nhiều luôn. Và sau khi nghịch máy chán chê thì bây giờ mình sẽ ngồi xuống và hỏi tư vấn. Các anh nhân viên ở đây thì tư vấn rất nhiệt tình và support cho mình hết mức luôn, giải đáp hết các nhu cầu và hướng dẫn mình trải nghiệm các máy Mac. Một điểm mình rất thích ở Mac One là ngoài việc máy mới ra thì các sản phẩm máy đã qua sử dụng mà ngoại hình vẫn rất đẹp đấy nhá. Sau một hồi, mình quyết định xuống tiền luôn cho chiếc MacBook Air M2 Midnight này. Con này mới ra mắt với thiết kế quá mới, quá đẹp. Hiệu năng thì mình test rất là ok với nhu cầu học sinh viên, vừa mang đi học được mà vừa mang đi làm được luôn. Mua máy ở đây thì có các anh nhân viên tư vấn sẽ được cài phần mềm miễn phí luôn nhá. Quá ok luôn. Và trong lúc chờ thanh toán, mình cũng nghía qua một số các cái phụ kiện như là Magic Mouse, Trackpad, rồi một số các phụ kiện khác cho MacBook như là dán màn hình này, dán máy này. Các phụ kiện mua kèm về máy sẽ luôn được giảm giá 10%, nên mình thấy cũng tự tin và quất luôn một bộ dán full cho chiếc máy này. Ok, bây giờ đã đến bước thanh toán. Vẫn còn khá là hồi hộp và níu kéo, nhưng mà thôi, đã chọn là phải chốt, quẹt thôi nhá. Uầy, và bây giờ mình đã đi tong vài tháng lương rồi. Hy vọng là mình sẽ có thể tăng ca được nhiều hơn và có thể cá hồi lại ngay với cái chiếc M2 này nhá. Còn bây giờ, hãy qua khu check-in và làm vài kiểu ảnh ngay chứ còn gì nữa.